Hello cả nhà nha. Cả nhà thấy gì không? Đây là một con gà siêu to đây. Còn bên đây là một ao nấm mối luôn. Nấm mối siêu to khổng lồ luôn, nấm mối đầu mùa luôn. Nấm trắng tươi luôn. Giờ cho miếng dầu mình khử tỏi cho nó thơm. Rồi mình hấp gà cho nó thơm á. Rồi đem gà vô hấp. Bóc cái xoong luôn rồi. Dưới thịt chứ. Giờ cho miếng bớt mình hấp cho nó thấm rồi ha. Xong mình chế nước vô. Nước nóng vô. Thì cho thêm miếng ngọt vô luôn. Rồi mình chế nước dừa vô nha, mình hấp cho nó riu riu. Rút vô. Để ngọt vô, giờ mình cho mình riu riu lửa, chế nước dừa vô. Rồi cho nó thấm gà. Nhân như mình hấp. Nhưng mà này mình hấp trực tiếp luôn, không có cách thủy. Sao? Bây giờ đổ nước dừa vô ngưng nha. Cho mình đã dừa luôn. Gà hấp nước dừa thứ nào ngọt thứ nào chịu nổi luôn. Gà thì mọi nước mới nữa. Giờ bỏ nước mới vô xào luôn cho nó thơm. Xào cho nó thơm mà cái hành để vô gà. Cũng ngọt. Thơm à. À đúng rồi, cho nó thơm. Món này quá độc luôn á, món này một năm mới ăn được một lần á. Đúng rồi, một năm mới ăn được một lần á. Rồi ta nướng món nè, mà tay này nó bự ghê té, cái nào nó chản chản, cái tay nó món nó dài cái gan luôn kìa, gần cái gan dữ thiệt. À, nó giống nhỏ nhỏ không à, bạn đúng thì lớn, tay dài không à, đúng là đất tốt. Đứng đường luôn. Giờ gà chín rồi, bắt đầu mình để nấm mối vô nha cả nhà ơi. Đây giờ mình để nấm mối vô nha, quá thơm luôn á. Wow, giờ mình đậy nắp lại ha, và cho nấm mối nó thấm vô con gà. 5 phút nữa là mình sẽ vớt gà ra nha. Rồi để đi. Ồ, giờ gà chín, bắt đầu mình vớt gà ra. Quá chín rồi. Tắt lửa. Rồi sao cắt tóc tục?
khi nào chịu nổi thế này rồi. Tới luôn. Chào bán đi nè. Quá trời cái ủ gà hấp cái mối nè. Món này là một năm mới ăn một lần nha, chứ không ăn nhiều đó. Anh xào, anh để trong tủ á. À, nếu mà nhiều có nhiều quá mình để trong tủ để dành, chứ còn này một năm mới ăn được một lần á. Chứ phải chuyện giỡn đâu. Đúng thiên nhiên mà. Wow, món gà hấp nấm mới của mình đã hoàn thành rồi đó cả nhà ơi, cô chú anh chị ơi, giờ mình quá hấp dẫn luôn ha. Rồi cái đùi à. Mấy tay nấm mối à. Bành bành luôn. Này xé gà chấm muối ớt một cái ha. Không có thứ nào chịu nổi nè, chủ nhật kêu cũng nổi. Tới luôn. Mời cả nhà cùng ăn gà hấp nấm mối nha. Đâu nấm đâu anh? Nấm nó trốn rồi. À. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha, gà hấp nấm mối. Trốn hết rồi. Ừ. Không.